là nhiều chị, rất là nhiều người vào trong trang của mình Tinh và nói là Tinh ơi bán hàng sao hay vậy, chỉ giùm chị với, sao không có một cái gì trên tay mà người ta chốt đơn liên tục. Dạ đó là một cái bí quyết rất là đặc biệt của em. Em có nhiều hàng trên tay vậy mà nhiều khi em bán còn không đắt bằng em không có một cái gì trong tay. Dạ tay không bắt cướp. Thì ngày hôm qua khi em like bất chừng á, thì cái mạng ở ngoài biển nó bị yếu á, thì rất là nhiều khách là không có order được cái viên ăn cung trầm hương độc quỷ tai biến của em. Đó thì ngày hôm nay là em cố gắng, dạ dù đang ở Úc nhưng mà em vẫn cố gắng để đưa về gấp. Là các chị biết là tại vì em gửi chống nắng về á, thì sẵn là em xử lý luôn cái vấn đề ăn cung trầm hương ngừa tai biến đột quỵ và luôn cả ngăn ngừa ung thư luôn. Kể chuyện anh Sang khóc. Ủa sao mọi người biết anh Sang khóc luôn vậy? Dạ nghe bài hát Gánh Mẹ rồi tự nhiên nhớ mẹ rồi khóc. Trời ơi em hết hồn luôn. Một phần em đang không hát bài Gánh Mẹ mà khóc hù, tưởng nhớ mẹ ai nhà nhớ vợ à, chứ tư nó là hát bài Gánh Mẹ rồi xong khóc hù hù, tưởng là nhớ nhớ mẹ ai nhà là nhớ vợ. Nhớ vợ. Dạ khóc hù hù, nói chung là tại vì ổng xỉn đó cả nhà. Ngày hôm qua anh Trang cũng uống nhiều quá, qua bên Adelay là được tình thương của quý khán giả quá trời, mấy cô chú anh chị dạ rồi thương lắm, thương nghệ sĩ như ruột thịt và ủng hộ này nọ, cho nên là như con đẻ. Dạ là con đang lay rồi, cho nên là cả nhà biết là mọi người rất là thương, cho nên là để đáp lại cái tình thương đó là các nghệ sĩ đều tin. Từ đó giờ Tin đi xa, ít khi nào Tin uống rượu lắm, thật sự luôn, nhưng mà là uống rượu ở đây rất là vui và rất là phải nói là tuyệt đối an toàn. Sorry nha, xỉn là có người đưa về nhà nằm trên giường ngủ luôn, thật sự luôn. Mình rất là yên tâm ở những cái nơi mà các cô chú anh chị yêu thương nghệ sĩ, ôm mắt nghệ sĩ trong lòng ta, cho nên là cảm thấy là vui lắm. Dạ chứ nếu mà thật sự mà đi những chỗ lạ hay là chỗ xa thì không bao giờ dám uống một giọt rượu, giọt bia nào hết. Chú em ở cả nhà duyên cực kỳ, bây giờ mới phát hiện ra em nói chú em đừng có đi hát nữa. Chú em chỉ cần kể chuyện thôi cả nhà. Chú em chỉ cần kể chuyện thôi. Dạ chó. Rồi ok cả nhà, bây giờ em nói lại một lần nữa nha. Cái ăn cung trầm hương của em là nó ngăn ngừa chủ yếu nhất về vấn đề tai biến và đột quỵ bất chợt. Khi mà nhiều khi mình ngủ rồi máu mình nó không lưu thông nè cả nhà, hoặc là trong giấc ngủ của mình, nhiều khi trong cái một ngày làm việc của mình á, dạ những cái dạ giống như là mình stress, mình mệt mỏi, máu huyết của mình á, dạ nó không có lưu thông, rồi xong rồi nhiều khi mình tắm đêm như thế này thế kia, thì bản thân Tinh là người đã bị ảnh hưởng về vấn đề dây thần kinh số 7 mà có thể giật méo cả miệng Tinh luôn. Hôm qua cô uống rượu phê thiệt. Dạ con thật sự là con rất ít khi nào đi xa mà uống rượu cô Kim nữa, nhưng mà ngày hôm qua nói thật là con rất vui và con rất là phải nói là lucky luôn, con vui lắm mấy cô chú. Con cứ cảm nhận đây là những người thân không mà, chứ không phải là những người xa lạ mà con mới vừa quen biết khi con đi qua Úc, nên là cái cảm giác nó rất là an toàn. Dạ con uống xong con nói thật nha, ngày hôm qua mà con có xỉn nha, cũng có người đưa con về tới nơi, điển hình là con về tới con ngủ một giấc tới sáng. Dạ mọi người yêu thương lo lắng cho nghệ sĩ vô cùng luôn cả nhà. Em xử lý, em bán xong cái ăn cung đem kể chuyện ông Sang tiếp cho mọi người nghe. Rồi dạ bị tiểu đường dùng ăn cung trầm hương rất là tốt luôn, luôn cái những bệnh nền như là huyết áp nè, tim mạch nè, cao máu nè nha cả nhà, và thậm chí là thận yếu nè, hay đi tiểu đen. Rồi luôn cả những người mà da dẻ của mình á nhiều độc tố nè, nó sẽ thanh lọc cơ thể của mình và nó thải độc tố ra khỏi cơ thể của mình bằng cái đường restroom luôn. Cho nên là cả nhà biết cái viên ăn cung này của mình Tinh trầm hương này chừng 350, và ngày hôm nay tại vì nhiều cô chú không xem được like cho nên ngày hôm nay Tinh mở một cái M7 200 ăn cung trầm hương cho mọi người nữa với giá 800k. Mọi người comment nhanh liền giùm Tinh 800k. M7 một hộp của nó, tất cả các vị khách đã nhận hàng rồi đúng không, thì một hộp ăn cung của nó mọi người cầm trên tay, mọi người biết giá trị của nó như thế nào, và mọi người dùng chỉ cần khoảng 3-4 viên mọi người sẽ thấy mình nhai nát rồi mình nuốt mỗi ngày một viên giùm em, một hộp nó là 30 viên và được chiết xuất từ trầm hương nha cả nhà. Dạ mọi người đừng bao giờ bỏ quên đi cái sức khỏe của mình. Dù các chị có nhiều tiền nhiều bạc, các chị có giàu có, các chị có muốn làm đẹp làm đồ, nhưng rõ
loại An Cung Trầm Hương. Dạ, mọi người uống thử đi, rồi mọi người sẽ cảm nhận cái lời của Tinh nói. Tại vì rất Tinh đem qua đây mấy hộp ở bên Sydney á, là các cô uống, là các cô nói đã uống bờ bảy của em rồi, rất ok. Mọi người trần rất tính. Em nói thật, các chị uống, các chị nhai nát, các chị nuốt cho em chừng khoảng 3-4 viên thôi, không cần nhiều, các chị sẽ cảm nhận hiện nay không ngủ được nha. Hay nhất nửa đầu, rồi thậm chí là rất là mệt mỏi trong cơ thể của mình, rét này nọ. Những cái trường hợp có những cái triệu chứng mà dẫn đến tai biến đột quỵ, thậm chí những người đã từng bị tai biến và đột quỵ luôn nha, đang phục hồi lại, dùng giùm em cái Cung Trầm Hương này. Dạ, các chị cứ việc comment M7 xong, sau đó nhân viên của em sẽ gọi điện, gửi hình cho các chị coi. Hiện tại ở Úc thì em không có, nhưng hiện ở Việt Nam em đang có 200 hộp cuối cùng. Dạ là em hết hàng luôn nha, 200 hộp An Cung Trầm Hương là em ngưng hàng luôn. Dạ, còn bao nhiêu lâu nữa mới có, mấy chị biết cái tính em à, khi mà hết là em nói hết. Dạ, mấy chị comment giùm em M7 cộng số điện thoại chị Huy Hoàng Lương. Dạ M7, mấy chị biết là cái này là hàng rất là hiếm hoi luôn. Tại vì bao nhiêu người người ta mua mà. Dạ, một hộp nó là 30 viên nè, An Cung Trầm Hương, một hộp 30 viên. Dạ, 1.350.000, trong lai này em giảm hết còn 800k. Dạ, comment nhanh lẹ giùm em, đúng 200 hộp An Cung Trầm Hương. Mấy chị biết là khi mà cái hộp quả quyết mà hôm bữa em chia sẻ với mọi người á, chị Phan Nguyễn là đi 2M7 nha. Khi mà em chia sẻ, mấy chị cứ comment nha, em đọc đúng 200 tình yêu thôi, 200 người chốt cái An Cung Trầm Hương này. Khi mà em mà dạ giống như là chia sẻ cái quả quyết não á ha, cái quả quyết não 10 viên mà đã 650.000, mà hôm nay là Trầm Hương não luôn. An Cung Trầm Hương hỗ trợ tất cả về não và về cái mạng sống của mình luôn, chị với giá 800. Comment chị Loan Nguyễn Tuyết lấy M7 dạ. Comment nhanh lẹ giùm em. Dạ, M7 chị Huy Hoàng Lương lấy M7 dạ. À, quên nữa, mỗi một cái M7 ngày hôm nay, mỗi một cái M7 ngày hôm nay, em sẽ tặng cho mọi người một cái hộp, một cái kem trị nám. Dạ, em sẽ tặng cho mọi người một cái kem trị nám 10ml để mấy chị trị và hỗ trợ tích lũy trị nám. Đặc biệt mình có bao nhiêu cái kem trị nám mà hộp hộp mini và mấy đứa 10ml vậy? Dạ, chị Mỹ xong là lấy 2M7 dạ rồi, em thấy rồi ạ. Bao nhiêu cái hộp trị nám cho mấy đứa để chị biết chị kia. Chị Hà Nguyễn lấy một cái M7 dạ. Hôm nay ai chốt cái M7 em sẽ tặng cho một cái hộp mà trị nám cho mọi người. Dạ, trị nám. Dạ, đây là một cái kem để trị nám và gan lớn sâu. Dạ. Dạ. Ok, em chốt cho mọi người 200 cái An